Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Và hôm nay bên em lại về số lượng rất là lớn cái dòng súp B3, mang thương hiệu đồ B3, gồm hai mã, đó là mã B3 2020 và B3 2021, một là 330 đồ đất và một 330 mặt trước. Vâng, cái dòng này bên em thời gian vừa qua đi rất là nhiều vì các bác tin tưởng và ủng hộ, và đặc biệt là sản phẩm này giá thành cực kỳ hợp lý, chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Vâng, thì cũng có thời gian bên em hết hàng và bây giờ bên em lại về số lượng khá là tốt để phục vụ các bác dịp cuối năm. Vâng, thì cái dòng này bên em vì sao bán được nhiều đến như vậy? Thì thứ nhất là cái này được thiết kế rất là đẹp, rất tinh tế, đặc biệt là nhìn rất là thời trang, thời thượng. Ở phía trên đây không có dòng súp nào nó có một mặt kính cường lực phía trên, rất là đẹp và sang trọng. Được in hình, các bác nhìn in hình kìa. Và xung quanh được sơn sần màu đen, chống sượt, chống nước, và đặc biệt là sờ rất là mịn, nó không bị ráp như các dòng trôi nổi, rẻ tiền. Vâng, thì em đang nghe cái số B3 2020 330 đồ đất, đây là và 330 mặt trước, thì chúng ta có thể chọn phù hợp với không gian. Và đặc biệt công suất của hai cái mẫu này thì rất là khủng, 500W, và sở hữu là từ kép rất là to và nguồn xuyến, nguồn đồng luôn cho các bác. Và đặc biệt là sở hữu 4 sò và 2 tụ, đấy là những cái nổi trội. Và đặc biệt cái quan trọng hơn nữa đó là cái tích hợp trầm hơi và trầm điện trong cái một cái súp. Chúng ta có hai chức năng chơi, chúng ta thừa công suất chúng ta chơi súp hơi, mà chúng ta thiếu công suất chúng ta chơi súp điện. Đó là cái đa dạng, cái đa năng của cái dòng súp B3 2020 và B3 2021. Vâng, thì đây là cái súp B3 2020 đấy ạ. Rồi, chúng ta súp đi các bác nghe được. Rồi, nhạc rất khác, để bật lên này, rất là mạnh, rất lực. Vâng, nó là 2020 đấy ạ. Vâng, thì đó là cái tính năng nổi trội mà vượt trội so với các dòng tầm tiền. Vâng, thì bây giờ em đã cho tín hiệu sang số B3 2021 các bác nhé. Vâng, số B3 2021 đang chơi đấy ạ. Đây là 330 mặt trước, rất là lực. Vâng, phía sau bảo vệ, phía trước được bảo vệ bởi hai căng lụa rất lưới rất là đẹp. Vâng, đây là 330 đang chơi đấy ạ. Vâng, đặc biệt cái sản phẩm này sản phẩm mới, các bác nào sở hữu thì bên em để bảo hành 1 năm mà lỗ được một trong tháng đầu. Đó là bắt 30 mặt trước đang chơi cho các bác. Vâng, thì bên em lại về số lượng lớn các bác nhé. Các bác muốn sở hữu cho mình cái súp B3 2020 hoặc là B3 2021 thì các bác hãy comment xuống lại phía dưới. Bên em sẽ chiêm khách hàng giá rất là tốt, và đặc biệt cái dòng súp điện này có thể hỗ trợ cho dàn karaoke được chất âm ấm và sâu hơn rất là nhiều mà khi chúng ta không có. Và đặc biệt nữa là súp điện có thể kết nối được với âm ly, lưng tiếng, vang cưa, vang số hoặc là trực tiếp với đẩy đều được hết ạ. Là cái tiện dụng của cái dòng súp điện. Gia đình chúng ta chỉ chơi súp điện thôi ạ, không cần súp hơi đâu. Vâng, mình làm cho to lên tí. Vâng, em tua lại nhạc, chúng ta nghe một lần nữa, chúng ta so sánh. Sự tái tạo của súp B3 2021. Vâng, các bác nhìn thấy không ạ, xung quanh nhìn rất là đẹp, rất dễ phối ghép với không gian gia đình với những bộ đàn karaoke. Và bên em đang phối ghép với lại cái lưng tiếng tê đê có tích mắt là CB600, một cái vang KM 5MX và một cái đẩy 4 kênh Vingroup là 4850L, là một cái đô la BB 2000 C bãi Trung Quốc.
Vâng, dần đến thời gian thì các bác cũng cảm nhận được cái tiếng siêu trầm được tái tạo bởi cái súp điện mang thương hiệu B3, mã là 2020 và 2021. Vâng, tôi đem xin phép được dừng video. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Zika Audio và ủng hộ Zika Audio suốt thời gian vừa qua. Vâng, sau cùng em xin chúc tất cả các bác mọi người được có sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.